Xin chào tất cả các bác nhá. Ở đây hiện tại thì em đang còn một con thợ đang vệ sinh cái lò mic dây bãi. Đấy, chào tất cả các bác. Thì cũng có rất là nhiều người thích mấy cái dòng mic bãi, mic dây này. Đặc biệt là mic mới thì nhiều người lại không thích. Cứ thích mic bãi thì ngày hôm nay thì em cũng nhập về cho các bác tầm khoảng 100 cái. Đấy. Dòng làm dòng này thì cũng rất là tốn công, mắc mệt lắm, bởi vì các bác biết rồi, mic dây là những cái mic mà người ta dẫm lên nó khá là bẩn. Đấy, người ta dẫm chân thế nên nhìn rất là bẩn. Cho nên mình vệ sinh nó hơi lâu, tốn công, nhưng em rất là ngại làm, thực sự ngại làm lắm. Nhưng ngày hôm nay thì các bác cũng chưa bảo tôi lấy về, nó cũng rất là rẻ, bác không có mắc. Thì với một cái mic dây này thì các bác là chắc tầm tối nay hoặc là mai em sẽ đăng cho các bác ở trên kênh âm thanh 71977 thôi. Đấy, giá tầm khoảng độ 220-230 một chiếc thôi, không có mắc. Thì có một cái lưu ý cho bác luôn, lo mic dây này thì tất cả đây là mic dây bãi hết, thì con tất cả là hàng bãi là xịn rồi. Nhưng mà các bác lưu ý rằng em là cái chuẩn dây, cái chuẩn rắc ở bên đó người ta dùng á, là ta chỉ dùng các Canon nhé, Canon thôi. Thì các bác lưu ý rằng em là những cái bác nào đang dùng cái vang á, vang số á, mà có cái cổng Canon này thì các bác nên tận dụng cái cổng này, cắm cái cổng này thì nó sẽ rất là hay. Đấy, nó sẽ có cả cổng đực cái luôn. Đấy, có cả chuẩn đực cái luôn các bác luôn. Bác nào dùng chiếc cổng nào thì chúng ta lấy cổng đấy. Còn nếu bác nào mà dùng âm ly mà chúng ta mà không có dùng được cái cổng Canon này á thì chúng ta nên chuyển đổi sang hoa xe giá sau ly để chúng ta dùng. Đấy, còn với cái rắc Canon này thì cái chuẩn bên Trung Quốc là sử dụng cái chuẩn cốc Canon này, bởi vì cái cổng Canon này nó sẽ tín hiệu âm thanh ra tốt hơn rất là nhiều, tốt hơn sau ly và nó sẽ mạnh hơn. Đấy, đặc biệt là nó sẽ không bị cái trường hợp xảy ra là nó hay sọt sẹt, đấy, bị lỏng. Rồi sau ly chúng ta hay sử dụng đấy. Thì tất cả dòng riêng dòng mic dây bãi thì có thể nếu mà mức về mic dây bãi xịn ấy, thì tất cả đều là sử dụng loại rắc này hết, chứ ít khi có sáu ly, nó cũng có nhưng mà ít lắm, ít khi có lắm. Có thì thường thường là người ta đã chuyển đổi rồi thôi, chứ còn nếu mà mua zin bản nguyên bản thì thường nó là Canon hết. Ở đây là tất cả là Canon hết các bác nha. Đấy, hiện tại bên em đang vệ sinh cho bác đây. Đấy, rất là nhiệt kìa kìa. Đấy, thì bên em phải giặt từng cái bông đây, đây những cái bông mic đây. Cái bông mic bọn em phải tháo hết ra mà em giặt từng cái cho các bác này. Đấy, bọn em giặt hết lại xong rồi xong là mới lắp lại cho các bác, chứ còn đâu phải là để lại cho bác đâu. Bởi vì mic thì nó không có thật, mic bãi mà nó cũng bẩn các bác. Đấy, thì bọn em cũng rất là tốn công tháo từng cái chụp ra, giặt từng cái chụp rồi giặt từng cái bông xong rồi thay vào cho các bác, dây lau từng cái. Mic thì đương nhiên là nó còn khá là rẻ bác. Đấy, mic này thì mua thợ bên đó nếu mà mua mới thì tầm khoảng hơn 1 triệu một chiếc thôi, nó thật các bác cũng không có mắc. Mới tầm hơn 1 triệu một chiếc thôi, nhưng mà bãi thì bây giờ nó rẻ bèo mà, rẻ bằng cái côn mic á. Các bác mua một cái côn mic ở ngoài bây giờ cũng tầm hơn 200 đúng không? Cái côn mic mà các bác mua được một chút như dòng côn bãi này đi thì các bác bỏ ra hơn 200. Đấy, thì bây giờ em bán cả cái mic này bằng cái côn rồi bác, là bác nào muốn lấy côn về tháo là lấy côn thì lấy, lắp vào mic không dậy cũng được. Đấy, bác nhiều bác là một số bác là lấy về cắt ra lấy cái côn không vất cái thân đi, bác thì về dùng cả tùy. Đấy, bác mà thích kiểu nào thì lấy cái vậy các bác nha, nó cũng rất là rẻ. Đấy, hơn 200 ngàn, bèo 220-230 ngàn cái mic. Thì thật các bác bình thường một cái mic đéo su rec thì đã su bu bây giờ giá còn tầm cũng 400-500 ngàn rồi. Thì chúng ta dùng một cái mic bãi thôi, đương nhiên là nó không được đẹp các bác nha. À, các bác yêu cầu đẹp nó không có đâu, nó vẫn sẽ xấu đấy. Đấy, nó sẽ xấu như thế này đấy. Chứ cần bảo mic này là đẹp thì không có rồi. Bởi vì em không có tút chát gì đâu, em không có tút gì đâu các bác nha. Để nguyên sản bản nguyên bản luôn. Em không có tút làm đẹp gì hết ạ. Nó như thế nào để nguyên như vậy thôi. Đấy. Vì nó là hàng giá nó bán mềm rồi, bao giờ mà tút thì chết các bác. Đấy, không có sơn nó gì hết nha. Em chỉ lau chùi thôi, cái này là không bao đẹp được đâu. Đấy, cái này không bao đẹp đâu bác nhé. Bởi vì mic thì nó sẽ sử dụng nó rơi rớt rồi nó sẽ chảy xước. Thì bây giờ mà các bác yêu cầu không đẹp, kính con thì không có rồi. Không có rồi nhá. Em nói trước luôn, mic này là chỉ bán thôi chứ còn không bảo đẹp, bởi vì nó bán rẻ, mình bán rẻ lắm rồi. Bán rồi bán cho nó vui thôi chứ cái này lời lãi gì bác. Mic này nó thật các bác luôn nhá. Nhập về đây cũng gần 200 ngàn rồi. Bán này là gọi là bán thứ nhất là bán cho nó cho các bác ai mua thì mua, thứ hai là mình có công việc mình làm, rồi nó có bác thợ có công việc làm đấy. Thứ hai là mình bán đã buồn bác với sắp thời gian này là thời gian là thấp điểm trong năm, những dòng loa như mắc tiền ví dụ như là dòng B&B, những dòng loa đó thì nó sẽ đi chậm, thì mình bán những cái nhỏ nhỏ này cho nó có không khí đấy, nên là cũng lấy về bán thôi chứ còn lời lãi gì cái này. Thật các bác đương nhiên có mà nó cũng không đáng gì cả đấy, không đáng các bác đấy. Thật các bác luôn,
Thế thì bác nào mà cần loại này thì liên hệ em nhé, liên hệ em thôi. Đấy, cũng khá là nhiều, đang vệ sinh chẳng hạn mấy ngày thì hết. Đấy, bác nào thích thì liên hệ em. Cảm ơn các bác rất là nhiều, xin hẹn gặp lại. Chào các bác ạ.